90% người Việt không biết mình đang nói bậy. Có bao giờ bạn nghĩ mình là người thánh thiện và chưa từng nói bậy cho đến khi xem video clip này? Đây chính là điều mà 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết, rằng cụm từ xạo ke vô cùng đen tối. Trong tiếng Việt, xạo tức là rộn ràng, xạo sự cũng là rộn ràng. Nói xạo nghĩa là nói cho qua việc, lớn lối mà không làm sự gì, lâu dần trở thành nói dối. Còn ke là bợn hay đóng theo răng, chảy ra ngoài trong lúc ngủ. Người ta hay gọi là ngủ chảy ke. Ngoài ra nó còn mang một nghĩa rất là đen tối, chỉ nơi thầm kín của chị em. Hết hồn chưa mấy bà già, giờ thì mọi người có thể đoán được xạo ke là xạo gì rồi đấy. Tuy nhiên theo thời gian thì câu nói này đã được tẩy trắng và trở nên thông dụng, dần dần được hiểu sai nghĩa trong tâm thức của nhiều người là nói dối, nói láo, không đúng sự thật. Cho nên bản thân chính người nói cũng vô tình không biết mình đang nói bậy. Dù sao thì trong trường hợp quanh chúng ta, nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều. Gặp những người mà ưa nói xạo thì anh em biết phải dùng từ gì thay thế rồi đó.